Hello mọi người, hôm nay mình chơi ra bờ lắc, móc lại là bờ dê sơ nhé. Look at me, sticking my neck out for you like this. Ấy cái gì vậy trời? You hear that? I think something is on its way. I'll look at you! Please, come out of hiding. End this. For my sake. Ấy, cái gì vậy trời? You'll give me any research you might have on you, and I'll give you some of these items I've scavenged. You... Ấy, cái gì vậy trời? Đúng không? Ấy, cái gì vậy trời? Trời ơi! Hey!
The opposite side of the room, maybe? Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Còn giờ thì bye.